năm không trách, sáu không mắng trẻ con hẳn có lúc làm sai, nhưng trách mắng trẻ cũng phải có nghệ thuật và phương pháp. Lời nói ra như xô nước hắt đi, người hắt có thể quên, nhưng đứa trẻ bị hắt chắc chắn sẽ nhớ đến lúc lớn lên. Năm không trách, một không trách con cái kém cỏi, khả năng của con người là có hạn. Vì thế nếu có điều gì đứa con không làm được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trí thông minh và năng khiếu cũng có nhiều loại, không giỏi cái này thì sẽ giỏi cái khác. Không thể chỉ trích một con cá tại sao không biết leo cây, mà tốt hơn hết nên tìm vùng nước nào phù hợp mà thả nó xuống. Hay không trách con cái hỏi nhiều, trẻ con tò mò, nhiều lúc hỏi phát mệt, mà có khi hỏi những câu người lớn cũng không biết trả lời thế nào, nhưng chính nhờ hỏi đáp mà trẻ học về thế giới xung quanh. Đừng thiếu kiên nhẫn mà gạt đi kể cả những câu hỏi ngốc nghếch nhất. Giải thích tỉ mỉ, không biết thì nghiên cứu Google rồi giải thích lại, đấy chính nuôi dưỡng tri thức. Ba, không trách con cái vì tai nạn, chẳng may ai mà chẳng có lúc lỡ tay lỡ chân. Đổ vỡ hay vấp ngã hầu hết là do chẳng may, làm cha mẹ không nên cứ xảy ra tai nạn nhỏ là trách mắng con cái, khiến chúng về sau có gặp chuyện cũng không dám nói. 4. Không trách con cái làm chậm mới học không thể tinh, mới làm không thể nhanh, thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu, nếu như lúc con làm mà mày chơi, không tập trung, làm theo kiểu chống đối thì mới đáng trách, còn nếu đã chăm chú cố gắng thì dù không nhanh nhẹn cũng đáng được cổ vũ. 5. Không trách con cái bị ốm, nhiều người có con bị ốm, dù lo lắng chăm sóc nhưng cũng phải cằn nhằn là vì con thế này thế kia nên mới bị ốm đấy, tốn tiền mua thuốc các thứ. Ốm đau là khi cơ thể con người yếu đuối nhất, tinh thần cũng mềm yếu, dễ tủi thân. Bản thân đứa trẻ đâu có cố tình bị ốm, tại sao lại bị trách bởi một điều khó kiểm soát này? 6. Không mắng, một không mắng trẻ ở nơi đông người, danh dự là thứ mà ai cũng có, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ. Bởi vậy, mắng mỏ con cái trước chốn đông người chỉ làm trẻ càng thấy xấu hổ tự ti. 2. Không mắng khi trẻ đã biết lỗi, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Một khi trẻ đã nhận ra lỗi lầm của mình thì đừng chỉ trích thêm nữa, chỉ phản tác dụng mà nên ân cần chỉ bảo thế nào mới là cách làm đúng. 3. Không mắng trẻ vào ban đêm, trách mắng trẻ vào lúc này có thể khiến con bạn đem theo cảm giác tủi thân, buồn chán vào giấc ngủ, làm trẻ ngủ không ngon giấc, thậm chí gặp phải ác mộng đáng sợ. 4. Không mắng trẻ trong bữa ăn, trời đánh còn tránh miếng ăn, mọi lời phê bình, trách phạt để sau bữa ăn hãy nói. 5. Không mắng khi trẻ đang vui mừng, trẻ đang vui mà bị mắng không khác gì đang đi chơi lại gặp bão, sự thay đổi đột ngột thậm chí có thể gây ra cú sốc tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ. 6. Không mắng khi trẻ đang gặp chuyện buồn, những lời phê bình lúc này sẽ chỉ càng làm tâm trạng con bạn xấu đi, tạo thêm áp lực tinh thần cho trẻ. Những áp lực ấy nếu không được giải tỏa kịp thời có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau.